Tốt cả hền. Tini sẽ làm một việc khá là crazy. Và cái điều này thì có một bạn theo dõi Tini và đã hỏi Tini là Tini ơi, Tini có bao nhiêu thỏi son? Thế là Tini quyết định làm một cái video đếm son, đếm coi là mình có bao nhiêu thỏi son. Và các bạn ơi, video này Tini chủ yếu là vui đùa, và Tini muốn làm để cho các bạn xả chết cuối năm này kia thôi. Hoàn toàn không có ý định khoe son hay là khoe mình có bao nhiêu tiền mua thỏi son đó đâu nha các bạn. Và Tini biết được ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn khác, nhiều bạn nào mà thích sưu tập son thì hoàn toàn có thể mua được những thỏi son giống như Tini. Hoàn toàn đây không có gì là đặc biệt hết, chỉ là Tini muốn làm cái video này để chia vui cùng với mọi người và kiểu như là đếm là mình có bao nhiêu thỏi son thôi. Mệt quá mấy bạn ơi, nãy giờ soạn son ra không là đổ mồ hôi đó, còn mấy cái set son nữa nhưng mà mình lười đem ra quá, bây giờ mệt quá rồi. Ấy con mèo này, hay là bây giờ mình đếm cái này trước đi ha, rồi chút nữa mình cộng cái trong set son vô riêng nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đếm thôi. Đây là 12 thỏi đầu tiên nha các bạn, 12 thỏi của son mát. Giờ mình bỏ nó vào cái khay này ha. 13, đây là thỏi son này của Miracle Apple. Cái thỏi son này mình mua về để làm review ở trên web mà mình chưa có làm video. 14, một thỏi son của 3CE. 15, một thỏi son của Ariton. Thật ra cái dòng này nè các bạn, chút nữa các bạn thấy mình đếm rất là nhiều những cái cây giống như vậy, là mình thấy hãng sale á, tại vì cái thấy sale rẻ quá cho nên là mình mua mình để dành làm giveaway, chứ là mình chưa có dùng luôn á các bạn, còn mới nguyên luôn nè. 16, 17, 18, 19, 20, 20 cho nó tròn để dễ nhớ. Mấy cái dòng son Doraemon với lại dòng son Jelly của Abiu cũng vậy á các bạn. Lúc này là mình thấy hãng sale tới 50-60% lại cho nên mình thấy rẻ, cho nên là mình mua để dành để làm giveaway cho các bạn. Thì thông thường các bạn thấy mình giveaway mình hay tặng mấy thỏi này nè. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đây là son của 16 ra mà mình chưa có mở hộp ra luôn á các bạn. 31, 32, 33, 34, 35. Đây, hai thỏi này thì mình đã có làm video rồi. Ba thỏi này là mình mua mới để dành tặng giveaway cho các bạn luôn đó. Đây là set son mini của 3CE, trong đây có 5 cây. Là 40 nha. 41, 42, 43, 44, 45. Để mở được các bạn xem thử. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Đây là son của Innisfree đó các bạn. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Các bạn ơi, nếu như mà đếm từng thỏi như vậy thì hơi lâu, cho nên là Tini sẽ tua nhanh cái lúc mà Tini đếm. Nhưng mà cái số thứ tự thì Tini vẫn nhảy ở phía dưới màn hình này cho các bạn xem nha. Bây giờ là 100 thỏi rồi đó. Yeah.
vậy là tổng cộng mình có 448 thỏi son, một con số khá là đẹp ha các bạn. Và các bạn nhớ nha, video này chỉ là vui đùa thôi, đừng ai bắt bẻ mình về cái việc khoe son hay này kia nọ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bye bye.